Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Hub là gì? Khi nhắc tới Hub, đa số những người chuyên về lĩnh vực này sẽ nghĩ ngay tới cụm từ Ethernet Hub. Dịch sang tiếng Việt nó có nghĩa là loại thiết bị ngoại vi của máy tính. Nó đóng vai trò là một thiết bị phần cứng mạng nhằm kết nối nhiều thiết bị Ethernet với nhau và hỗ trợ chúng có thể hoạt động như một phân đoạn mạng duy nhất. Từ đó, người ta đưa ra cho hub cái tên gọi là một repeater có nhiều cổng. Thông thường, một hub sẽ chứa từ 4 đến 24 cổng. Một số trường hợp khác, một hub chứa nhiều hơn 24 cổng. Có mấy loại hub, nếu các bạn có ý định mua và sử dụng hub, thì mình nhắc nhở các bạn là hub có hai loại các bạn ạ, đó là Smart Hub và Active Hub. Hiện nay, mọi người đa số sử dụng Active Hub. Loại hub này giữ nhiệm vụ khuếch tán về tín hiệu đến, đồng thời đưa tín hiệu tới các cổng còn lại và đảm bảo được mức tín hiệu cần thiết. Để thực hiện nhiệm vụ này, nó cần phải được cấp nguồn khi hoạt động, còn đối với Smart Hub thì cũng có chức năng tương tự như Active Hub. Tuy nhiên, nó thêm tích hợp chip. Chip ở loại hub này có khả năng tự động dò ra lỗi. Nó hữu ích cho các hoạt động dò tìm cũng như phát hiện lỗ trong mạng. Hai loại hub kể trên đều có thể phát hiện được các lỗi mạng cơ bản nếu như xuất hiện các va chạm. Tuy nhiên, việc phát được mọi tin khi truyền đi đến nhiều cổng lại giống như một nguy cơ có chứa tính bảo mật và có khả năng gây tắc nghẽn. Hub giữ vai trò và chức năng gì với thiết bị mạng? Nhìn chung, hub là một trong những thiết bị được dùng phổ biến hiện nay trong việc truyền dữ liệu mạng. Dưới đây là tổng quát vai trò và chức năng của hub đối với thiết bị mạng. Mỗi hub sẽ đóng vai trò như một kết nối từ nó đến tất cả các thiết bị mạng và cách xử lý dữ liệu theo một kiểu có tên gọi là các khung. Các khung liệu dữ liệu của bạn khi được nhập hub sẽ nhận được một khung và sau đó sẽ được khuếch tán. Tiếp đó, nó sẽ tiến hành truyền tải dữ liệu đến các cổng của máy tính ở đích. Trong một số hub sẽ có một frame, đơn vị của tầng liên kết dữ liệu được truyền đi hoặc có thể broadcast đến tất cả các cổng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này thì việc khung chỉnh được mệnh với một cổng không hề quan trọng với hub. Khi hub không thể tìm được các để phân biệt các cổng với nhau thì nó sẽ thực hiện nhiệm vụ gửi đến. Có nghĩa là nó sẽ thực hiện việc chuyển đến tất cả các cổng nhằm bảo đảm việc nó đã đạt được đến đích dự định hay chưa. Một hub 10 phần 100 megabit trên giây phải tham gia chia băng thông với tất cả các cổng của nó. Do đó, chỉ cần có một PC được phát sóng thì nó đã có quyền truy cập đến băng thông một cách tối đa đã có sẵn. Tuy nhiên, băng thông lúc này cần phải chia nhỏ lại cho tất cả các hệ thống khi muốn nhiều máy tính cùng phát sóng. Đây là một điều hạn chế, gây giảm đi hiệu suất khi sử dụng hub. Phân biệt hub, switch và router như thế nào? Trước khi phân biệt hub, switch và router thì mình đưa ra khái niệm căn bản nhất của chúng. Hub mình đã nói ở trên rồi nhé các bạn. Router là gì? Router được biết đến là một thiết bị mạng máy tính được sử dụng để chuyển các gói dữ liệu qua một liên mạng và đến các đầu cuối. Quá trình này được thực hiện thông qua một tiến trình gọi là định tuyến. Router hoạt động ở tầng thứ 3, tầng giao vận theo mô hình OSI. Vai trò của router là kết nối hai mạng trở lên với nhau. Thông thường, nó hay kết nối hai mạng LANS và WANS hoặc thực hiện kết nối một mạng LANS liên kết với ISP của nó. Router chứa chức năng gửi các gói dữ liệu mạng giữa hai hoặc nhiều mạng với nhau, giao động từ một tới nhiều điểm đích đến cuối cùng từ router. Ngoài ra, router sử dụng phần header ở các gói tin để có thể thực hiện quá trình xác định đường đi nhanh nhất cho các packet từ host này đến các host khác. Switch là gì? Switch được biết đến là một thiết bị được sử dụng nhằm kết nối các đoạn mạng với nhau theo mô hình mạng hình ngôi sao. Theo mô hình này thì nó đóng vai trò là một thiết bị trung tâm, nơi các máy tính để được kết nối tới. Còn đối với mô hình tham chiếu OSI thì switch hoạt động ở tầng liên kết dữ liệu. Ngoài ra nó còn có một số loại switch cao cấp hoạt động ở tầng mạng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.